Dạ Nam Mô là Giá Nam Mô Giá Nam Mô Sông Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 112. Vô chán quá xá xá tăng chi quê cú si tô hi ná quy rí vô tê ca hăng chi quý tăng xây vô quý rí giá ma rá tá tô đăng hăng vô chá quá xá xá tăng chi quê cú si tô hi ná quy rí vô tê ca hăng chi quý tăng xây vô quý rí giá ma rá phá tô đăng hằng vô chá quá xá xá tăng chi quê cú si tô hi ná quy rí vô ê ca hằng chi quý tăng xây vô quý rí giá ma rá phá tô đăng hằng ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn tốt hơn sống 1 ngày tinh tấn tận sức mình. 100 năm sống có ích gì, dễ vui biếng nhác đi bì sát thân. Khởi tâm nỗ lực tinh cần 1 ngày như vậy muôn phần tốt hơn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Nhà nghe pháp đã ôn bài xong. Mới mời bằng tay của Sít Rạng Đông, Sít Trần Đạo trở lại mỗi vị ôn bài chừng 2 lần cũng được. Dạ, cảm ơn quý vị. Sa thú của Nga Pháp. Dạ, con Rạng Đông kính đảnh lễ chư Tôn Đức lần nữa. Kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 112. Lần này con xin đọc nghĩa từ vựng để kéo dài thêm thời gian. Câu thứ nhất: Vô chá quá xá xá tăng chi quê. Chữ vô có nghĩa là ai hay người nào. Chữ chá nghĩa là và, chữ quá xá xá tăng nghĩa là 100 năm, chữ chi quê có nghĩa là đời sống, kiếp sống. Câu thứ hai: cú si tô hì na quỳ rí vô. Chữ cú si tô có nghĩa là lười biếng, giả đãi. Chữ hì na quỳ rí vô do 2 chữ hợp lại. Chữ hy ná nghĩa là kém cỏi, ít ỏi hay nhỏ nhoi. Chữ quy rí giá có nghĩa là tinh tấn, nghĩa là thiếu tinh tấn. Câu số 3: Ê ca hăng chi quý tăng xây vô. Ê ca hăng có nghĩa là 1 ngày, chi quý tăng có nghĩa là đời sống, xây vô là tốt hơn. Câu thứ 4: Quy rí giá mà rá phá tô đàn hăng. Chữ này cũng do nhiều chữ hợp lại. Quý rí giá có nghĩa là sự tinh tấn, sự tinh cần. Chữ a rá phá tô có nghĩa là của người đang ra sức. Thì chữ quý rí giá mà rá phá tô có nghĩa là của người đang ra sức tinh tấn. Chữ đan hăng có nghĩa là một cách bền bỉ, một cách mạnh mẽ. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: Ai sống 100 năm lười nhác không tinh tấn tốt hơn sống 1 ngày tinh tấn tận sức mình. Hòa Thượng Thích Giới Đức dịch là: Trăm năm sống có ích gì, dễ vui biếng nhác ly bì sát thân. Khởi tâm nỗ lực tinh cần 1 ngày như vậy muôn phần tốt hơn. Con thấy sư pháp tỉnh vào đạo tràng, con kính đảnh lễ sư, kính mời quý vị, kính mời thấy có Xú Khá và Xít Nguyên Như mới vào đạo tràng, kính mời quý vị lên đọc bài nha. Dạ mời Xít Xú Khá.
Alo. Cảm ơn cô Ngọc Huyền. Cho con biết tiếng nhỏ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con kính niệm nhớ ơn Đức Chư Phật, ơn Đức Giáo Pháp, ơn Đức Chư Tăng. Kính niệm lễ thưởng tọa minh hạnh đại đức Pháp Tín sư Thanh Tâm đồng chư tôn đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 112. Dô cháu quá sát sát tăng chi huê cú si tô hi la huê di lô. Ê ca hằng chi quý tăng xây dô quý di cáp ma giáp phát tô đành hằng. Dù cháu quá xót xót tăng chi quê cú si tô hi la huy di đô ê ca hằng chi quý tăng xây dô quý di giá ma giáp phát tô đành hằng. Dù cháu quá xót xót tăng chi quê cú si tô hi na quỳ di dô ê ca hằng chi với tăng xây dô quý di ra mà ra phát tô đành hằng. Ai sống 100 năm lời nhắc không tinh tấn tốt hơn sống 1 ngày tinh tấn tận sức mình. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính gửi biết đến đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thấy bàn tay của cô được rồi, con kính của cô lên nước ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sư khá. Dạ, cảm ơn rạng đông, thầy Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính lãnh lễ thượng tọa thanh tâm đại đức Pháp Tính Triệu Quang Năm vào đạo tràng. Dạ, con thấy sứ khá vào con phải đổi chữ màu đen để cho sứ khá thấy để mà đọc. Dạ, con cung thỉnh thượng tọa thanh tâm. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư có cầm bích được không? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. À. Dạ, sa thủ con kính dân bích đến sư ạ. À. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và tất cả quý Phật tử. Bây giờ sư xin đọc bài 112 Kinh Pháp Cú. Vô cháu quá xá xá tăng chi quê cú si tô hi ná quy rí vô ê ca hằng chí quý tăng xây vô quý rí giá mà ra ba tô đa hằng. Vô chá quá xá xá tăng chi quê cú si tô hi ná quy rí vô ê ca hằng chí quý tăng xây vô quý rí giá mà ra ba vô đa lằng. Vô cha quá sa tăng chi quê cú si tô hi na quy rí vô ê ca hằng chi quý tăng xây vô quý rí giá mà ra phao tô đa lần. Ai sống 100 năm lười nhá không tinh tấn tốt hơn sống 1 ngày tinh tấn tận lực sức mình. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Rồi, dạ, sư đã đọc xong. À, kính mời vị kế tiếp nha, mô Phật. Dạ, sa thú đảnh thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa thanh tâm đã từ bi, cùng nghĩa chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh 112. Dạ, cảm ơn rạng đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Kính cảm ơn sư khá, anh đúc khá, sư rạng đông, cô nghe Pháp, sư trần đạo đã hoan hỷ lên kinh. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính bạch đại đức Pháp Tính. Hôm nay là ngày giảng của sư Huy Niệm, mà giờ con không có thấy sư Huy Niệm vào đạo tràng.
Con thấy có sư, dạ, sư có điềm khuyết cho đại đức Pháp Tính không bạch sư? Dạ, sư điềm khuyết cho đại đức Pháp Tính. Dạ, giải con cả thỉnh pháp sư xong con dân mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha, dạ. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư. À, có nguyên như có mặt trước máy có thỉnh pháp sư được không? Thôi để Nhật Quỳnh làm luôn nha, để làm lẹ để hết giờ rồi. Dạ. Nam mô Bích Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hà lành đại tạng mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc giá ngày dời chân sang, thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thân khổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha, dạ. Dạ đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung tịnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 113. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thân Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Hôm nay là ngày của sư Huy Niệm đã thuyết giảng, nhưng mà do đại đức Huy Niệm bận đi thuyết pháp sám hối pháp lệ, thành ra chúng tôi đảm trách, với lại hơn nữa trả nợ tình xa. Có nghĩa là trong thời gian qua chúng tôi đi nhiều quá, rồi hôm nay tiếp lại dùng đại đức Huy Niệm một ngày. Thật ra đó thì quý vị biết rằng như hầu như là trong cái thời gian này chúng tôi bận đi nhiều quá. Hồi lúc nãy đang ngồi coi bài gì đó, coi bài giảng, tại vì hôm nay giảng luôn pháp cú, rồi chút nữa giảng ở bên lớp Phật pháp nữa. Người ta mời đi làm MC, chứ nó nói thôi bây giờ đi thuyết pháp đi, còn làm MC thì không nhận nữa đâu. Tại vì người ta hỏi chúng tôi tại sao, chúng tôi nói thôi mấy cái vụ mà làm MC mà phải hoan đón chào chủ tịch hội đồng trị sự ban này kia, chúng tôi nhớ không có được, mà đọc mấy cái danh từ đó chúng tôi đọc không có được quý vị. Thành ra nói gì chứ về những cái văn bản hành chính như nguyên thư ký và nguyên thư ký được đó, chủ tịch và nguyên chủ tịch, chúng tôi mấy cái danh từ đó nhớ không nổi việc. Người nói
Chúng tôi nói vậy hồi chúng tôi ở nhà thuyết pháp, ở chùa thuyết pháp, vô đừng có cứu thuyết pháp còn đỡ, nó đỡ rắc rối hơn quý vị. Thà mình tìm chi pháp ở đâu đó này kia đó, chúng tôi dễ tìm. Còn mà nhớ những cái danh từ đó nó mệt quá, nó nhớ không nổi. Bây giờ thì kính kính thưa quý vị, qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta học bài mới, đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 113. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc quanh, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Vô chắc quát sát sát tăng chi về, vô chắc quát sát sát tăng chi về, vô chắc quát sát sát tăng chi về. A bát sằng u đá dập ba dần, A bát sằng u đá dập ba dần, A bát sằng u đá dập ba dần. E ca hằng chi quý tăng xây vô, E ca hằng chi quý tăng xây vô, E ca hằng chi quý tăng xây vô. Bát sa tô u đá dập ba dần, Bát sa tô u đa dắt ba dân, bát sa tô u đa dắt ba dân, vô cha quát sa sa tăng chi về, áp bát sằng u đa dắt ba dân, e ca hằng chi quý tăng xây vô, bát sa tô u đa dắt ba dân. Đọc những cái câu kệ này mình cảm thấy nó hay, mà hình như mình nó gần với ông Phật ghê, gần với Đức Phật ghê vậy quý vị. Hình như là nghe cái âm thanh Bali và học cái chữ Bali này thì mình thấy nó gần với cái đời sống tu tập. Vô ở đây có nghĩa là một cái đại từ, là vô ai hay là người nào. Vô có nghĩa là ai hay là người nào. Chá có nghĩa là và. Quát sát sá tăng có nghĩa là 100 năm. Quát sát sát tăng 100 năm, những danh từ này quen thuộc trong cái phẩm này quá rồi. Chi vê, chi vê có nghĩa là sống, đây có nghĩa là sống. Chi vê có nghĩa là sống. Á bát xăng, á bát xăng có nghĩa là không thấy. Á bát xăng có nghĩa là không thấy hay là không nhìn thấy. Không thấy hay là không nhìn thấy. Á bát sằng u đa ba dần, u đa dấp ba dần có nghĩa là sự sanh và sự diệt, hay là sanh và diệt. U đa dấp ba dần có nghĩa là sanh và diệt. U đa giá là sanh ra. Còn bá giá là diệt, diệt đi hay là diệt mất, sanh và diệt. Ê ca hăng là một ngày, ê cá là một, á há là ngày, ghép lại được chia theo đối cách thì trở thành ê ca hăng, có nghĩa là một ngày. Chi quý tăng cũng là sống, chi quý tăng cũng là sống. Chi quý tăng sống. Xây vô, xây vô là tốt hơn, xây vô là tốt hơn, xây vô là tốt hơn. Bát sát tô, bát sát tô là đang nhìn thấy. Bát sát tô đang nhìn thấy. U đá dấp ba dần, sanh và diệt. Dạ, vậy là chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Vô chá quát sát sang tề, á bát sang u đá dấp ba dần, ê ca hàng chi quý tăng xây vô, bát sát tô u đá dấp ba dần có nghĩa là ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Dạ, cảm ơn Phật tử Nhật Quỳnh đã bóp bài lên màn hình cho quý Phật tử tiện về theo dõi. Vậy thì tiếp theo là phần nhân sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 113. Trước khi đi vào phần nhân sự và ý nghĩa thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Tăng Bhagavantan Apikwa Đề Mí Sohakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Subhatipanno Bhagavato Sāvaka Sankho Sankhang Namami Lokasana Thang Varabhutta Mahang Bhuttan Chak Thamman Chak Bát Nam Mami Sankhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng. Và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam Mô Buddha Giá. À, kính thưa quý vị, bài kệ Pháp Cú Kinh số 113. Ai sống 100 năm không thấy Pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được Pháp sinh diệt. Bài kệ này là nói về một cái nàng Bhattacharya. Bhattacharya ở trong Hán Việt có nghĩa là nàng sa đọ, nàng sa đọ đó. Thì cái câu chuyện này đó, phải nói rằng là khi mà quý vị mà đọc lại cái tích truyện này đó, quý vị thấy rằng là rất là lâm ly bi đát. Có nghĩa là một cái người con gái, một cái người tiểu thư mà phải gặp phải một cái cảnh rất là đau thương. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng mỗi lần mà chúng tôi coi lại cái chuyện này đó, thì mình không hình dung cái con người của mình có nhiều khi mình phải gánh chịu nghiệp quả. Phải nói rằng là nó đau như là ở trong đầu, ở trong ruột của mình bị xé, bị cắt là như vậy đó. Thì cái câu chuyện được Đức Phật thuyết ra đó khi ngài ngự tại Chê Tá Quá Ná, có nghĩa là ngự ở chùa Kỳ Viên đó. Thì quý vị biết rằng cái câu chuyện này nó xảy ra là như vậy. Ở trong cái thời đó là có một cái nàng tiểu thơ tên là Bhattacharya, con một cái gia đình rất là giàu có. Quý vị, thì đến cái tuổi cập kê đó, là cái tuổi mà 16, 17 đó, thì gia đình nàng chuẩn bị tìm cho nàng một cái nơi môn đăng hộ đóng, có nghĩa là tìm gã kén chồng cho nàng đó. Nhưng mà không ngờ, tuy rằng ở nhà rất là gìn giữ nàng một cách rất là kỹ lưỡng, cũng như là gìn giữ cho lửa nó đừng có gần rơm đó, nhưng mà không có may mắn nàng có cái sự tư tình với một cái người tớ trai, một người tớ trai ở trong gia đình. Rồi một hôm đó gia đình của nàng đã tìm được cái nơi mà môn đăng hổ đói rồi, người ta chuẩn bị qua để mà cưới nàng, thì lúc bấy giờ á, nàng mới nói cho cái người tình của nàng, là cái người tớ trai ở trong gia đình đó, là bây giờ là cha mẹ đó là chuẩn bị gả em cho một cái gia đình kia, nay mai gì họ sẽ đến để mà họ chọn ngày lành tháng tốt để mà làm lễ. Thành ra bây giờ anh tính sao với cái cuộc tình này? Thì lúc đó quý vị biết rằng cái người tớ trai đó mới bàn, thôi bây giờ anh với em là trốn bỏ đi bỏ cái xứ này đi. Thì hai người mới hẹn nhau, người tớ trai đó thì đi ra ngoài cổng thành đứng chờ trước ở đó. Rồi nàng đợi gia đình có cái sự sơ hở nên nàng đã nói chung là phủ tóc ra, có nghĩa là giống như những người nô tỳ, giả dạng giống như những người nô tỳ ở trong gia đình để mà đi xuống bến nước để mà lấy nước, quý vị.
đó trà trộn vô cái nhóm mà nữ nô tỳ, thành ra đó mới thoát ra được khỏi gia đình. Thì thoát ra khỏi cái cảnh gia đình thì hai người này đã cùng nhau đi đến một cái khu rừng, một cái khu rừng để mà lập nghiệp sinh sống. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, quý vị có nghe rõ âm thanh. Dạ, cảm ơn quý vị. Thành ra đó quý vị biết rằng đi đến một cái vùng đất trống, một cái khu rừng á, để mà hai người này sinh sống á. Quý vị biết ở trong kinh nó mô tả lại á, người chồng á thì phải vô rừng đốn cây. Đốn cây rồi đem về, vợ thì ở nhà đó phải nắn đất làm những cái bình để mà chứa nước, rồi phải đi tìm cái nguồn nước, nói chung là bắt đầu lập nghiệp nha, bắt đầu lập nghiệp. Thành ra quý vị nghĩ đi, một cái cô tiểu thư mà được để ở trên cái một cái tòa lâu đài mà có người canh giữ, có người canh giữ, coi như là lúc nào cũng có người hầu người hạ đó, mà bây giờ phải vô một cái đất hoang bắt đầu mà lập nghiệp ở trong đó, thì quý vị biết nó khổ tới cỡ nào. Quý vị thật sự ra chúng tôi mà đọc vô đây á, chúng tôi hình dung thấy cái sự mà nó nhọc nhằn, thì nó nhọc nhằn mà mình thấy nó ê chề, nó ê chề đó. Rồi họ sống ngày qua ngày, họ sống ngày qua ngày, thì quý vị biết rằng sau một thời gian rất là ngắn là coi như là nàng có thai, nàng có thai. Khi mà sắp sửa sinh nở rồi đó, thì nàng mới nói bàn với chồng á, thôi bây giờ đi về nhà cha mẹ, thì cha mẹ cũng không đến nỗi mà giết mình đâu. Thành ra mình về nhà có cha mẹ, thì mình sinh đẻ ở đó đó, thì coi như là có cha mẹ giúp đỡ. Thì cái anh chồng á, ảnh mới nài nỉ, ảnh xin, ảnh nói rằng nếu mà ảnh mà về là chắc chắn là bị một trận đòn, là coi như là đến chết thôi đó. Thành ra ảnh không dám về. Mà thật sự quý vị mình coi lại trong cái lịch sử thời xưa ở Ấn Độ, thì coi như là những cái chuyện này là coi như là bị đánh cho đến chết. Chúng tôi thật ra hồi đó giờ mình nghe cái câu mà chết tươi á, chết tươi thì mình không hình dung ra được, nhưng mà khi mà qua Ấn Độ đó thì mình gặp những cái cảnh chết tươi. Chết tươi là do quý vị thấy rằng những người nào mà vi phạm những cái luật pháp ở bên đó thì bị đập cho đến chết. Có nghĩa là mỗi người cầm một cái cây, mỗi người ta cầm một cái cây, rồi người ta đánh coi như là từ sống mà đến chết tại chỗ luôn. Đó, thành ra giờ mình mới biết là cái vụ đó là chết tươi, là chết như vậy. Thì coi như là anh này anh không dám về. Rồi cái người vợ đó thì mới nhắn lại với hàng xóm, khi chồng tôi hỏi thì nói tôi đi về nhà bà ngoại, nhà cha mẹ để mà sanh đẻ. Thì nàng nhắn với những người mà ở gần ở đó, rồi nàng mới bỏ đi. Thì anh chồng ảnh về thì ảnh nghe hàng xóm kể lại, thành ra ảnh lật đật ảnh chạy theo để mà năn nỉ vợ mình trở lại. Thì trong cái thời gian mà năn nỉ như vậy đó thì nàng đẻ rớt, có nghĩa là lúc đó nàng sanh con luôn, chuyển bụng, thành ra sanh con giữa đường luôn. Thì khi mà sanh con giữa đường vậy rồi đó, thì nàng nghĩ hồi lúc mà mình chưa sanh á, mình mới về mình nương tựa cha mẹ, giờ sanh rồi thôi về làm chi nữa. Thành ra nàng mới quay trở lại mái nhà xưa. Khi mà quay trở lại mái nhà xưa rồi đó thì cũng ở một thời gian nữa đó, thì lại sanh con nữa, lại có thai nữa. Thì lần này có thai á, là nàng coi như là nàng nói với anh chồng không chịu về, thì nàng cũng tự quyết định bỏ đi về. Thì khi mà đi được một đoạn đường xa đó, người chồng mới nghe tin, mới chạy theo, chạy theo năn nỉ nữa. Thì cái lúc mà năn nỉ á quý vị, đang năn nỉ vậy đó, thì có một cái cơn mưa giông rất là lớn, một cái cơn mưa rất là lớn. Trời á thì cũng chiều tối rồi, mà mưa thì lại giông gió lớn. Thành ra mà nàng chuyển bụng nữa, nàng nói thôi bây giờ á, cái chuyện mà bây giờ đó là nàng chuyển bụng rồi, bây giờ chồng á hãy đi tìm cái cách nào đó đặng che liều để cho em sanh, cho em sanh đẻ đi đó. Thì anh chồng á ảnh mới thấy gì ảnh quảng quá, ảnh mới đi ra cái bụi cây á, cái lùm cây ảnh chặt cây để mà ảnh làm cái liều,
thì khi mà vừa tới đó đó thì bị một cái con rắn độc mà từ ở trong cái lùm cây đó nó cắn, nó cắn anh cái người chồng. Thì vừa bị cắn cái đó thì quý vị biết rằng là trong kinh nói rằng là cái chất độc nó lan tỏa trong người thân anh, thân bị đốt nóng như vậy đó, và chất độc nó đã lan ra tới tim, rồi cái người chồng chết tại chỗ, chết tại chỗ. Quý vị biết rằng á, cái người vợ đó lúc bấy giờ á, đợi chồng biết mà không thấy, mà mưa càng ngày càng lớn. Quý vị coi cái, quý vị nghe cái khúc này nè. Thành ra lúc đó chuyển bụng á, cái người vợ đẻ con luôn, đẻ con tại chỗ đó. Mà quý vị biết rằng á, là mưa dầm như vậy đó, người vợ phải chống hai cái đầu gối xuống, chống hai cái đầu gối xuống, rồi chống hai cái tay xuống, rồi lấy cái thân của mình để mà che, để che cho cái hài nhi mà mới sinh ra, một cái cục thịt đỏ hỏn gì đó mới sinh ra, rồi một cái đứa con mà kỳ trước sinh ra nữa, nó mới có 1-2 tuổi à, nàng dẫn theo như vậy đó, nàng phải coi như là hai cái đầu gối quỳ xuống, rồi hai cái tay chống lên, để lấy cái thân mình che cho cái đứa bé mới vừa lọt ra khỏi bào thai. Rồi còn cái đứa nhỏ thì nó xung quanh ở đó, hai đứa in nổi. Thì quý vị biết rằng ở trong kinh đó, nói rằng là khi mà nàng che cho đến mà qua một đêm như vậy đó, rồi đến sáng đó, là coi như là cái thân của nàng đó, giống như một cái chiếc lá màu vàng vậy đó. Cái chiếc lá màu vàng có nghĩa là con người nó làm như là nó cứng rồi, nó không còn một chút máu ở trên người đó. Đó thành ra quý vị thấy rằng lúc đó, nàng là cái tâm trí của nàng là muốn bắn loạn rồi. Khi mà nàng đến trời sáng nàng mới đi lại, nàng tìm coi chồng nàng đi đâu rồi, thì nàng mới mon men theo những cái bước chân đó, thì nàng thấy chồng của mình nằm ở đó, nó xanh lè, rồi nó chuẩn bị nó chuyển qua màu vàng, có nghĩa là chết rồi, chết từ hồi đêm rồi, trải qua một trận mưa gì nữa. Thì lúc đó quý vị biết rằng là nàng đã khóc mà cũng như là không còn nước mắt để mà khóc rồi. Thì nàng nghĩ là bây giờ chồng chết rồi, bây giờ cũng phải ráng lết về nhà chứ giờ sao giờ, giờ phải ráng lết về nhà. Thì khi mà đi đến cái bờ sông đó, thì quý vị biết trải qua một đêm mưa mà nước ở sông nó đầy. Rồi bây giờ nàng nghĩ mình bồng ở trên tay một cái hài nhi, một cái đứa nhỏ mà mới có một ngày tuổi, một ngày tuổi mà gặp trời mưa về nước sông thì nó đầy, mà bây giờ không lội qua thì giờ làm sao ở đây chịu chết hả? Thành ra nàng cũng phải chịu lội qua luôn. Nàng mới bẻ một cái nhánh cây, nàng đang sơ sơ lại, rồi để cái đứa bé lên, định là cũng như là dắt qua sông như vậy đó. Thì nàng nghĩ rằng là bây giờ hai đứa sao dắt được, thành ra để đứa lớn ở trên bờ, đứa nhỏ nàng ẵm theo để mà đi lội qua cái dòng sông. Thì đứa bé do mới sanh ra có 1 ngày tuổi đó, khi mà ra tới giữa dòng sông đó, thì lúc bấy giờ đó, cái con diều hâu đó, nó tưởng là một cái cục thịt, nó tưởng là một cái cục thịt, thành ra nó đã xà xuống để mà nó gấp đứa bé đi. Thì khi mà nó xà xuống vậy đó, thì nàng lấy cái tay là cũng như là đuổi nó đi, đuổi nó đi. Nhưng mà cái đứa con ở trong bờ đó, thì tưởng mẹ mình quắt mình ra, tưởng mẹ mình quắt mình ra, thành ra đứa con ở trong bờ đó, cũng bước xuống cái dòng sông đó luôn, thì nước nó cuốn trôi cái đứa bé lớn. Còn con diều hâu á thì nó gấp cái đứa nhỏ đi rồi, đứa nhỏ mới 1 ngày tuổi. Thì lúc đó quý vị biết rằng là nàng la lên một cách điên loạn, nhưng mà cũng không làm gì được hết. Lúc đó là coi như là ở trong kinh nói rằng là tâm trí của nàng á là bị tán loạn rồi, rồi nàng cố gắng băng qua được cái dòng sông đó. Khi mà băng qua được dòng sông đó rồi á, thì quý vị biết rằng á, nàng gặp người ta đi ngược đường lại, nàng mới hỏi biết cái gia đình của ông đó ở thành Sa Quách Thi vậy không. Thì những người đi đường á nói cô ơi, cô đừng có hỏi về cái gia đình đó, gia đình đó gặp chuyện không may rồi, cô hỏi gia đình khác đi. Thì cô ta mới kể là gia đình đó là cha và mẹ của tôi thôi, tôi không hỏi gia đình đó, giờ hỏi gia đình nào. Thì khi mà cô năn nỉ người ta đó, thì người ta mới kể lại cho cô nghe. Người ta nói đó, cô thấy không,
cái ngọn, cái khói mà nó bốc lên ở phía trước như vậy đó, là cái khói đó nó là cái ngọn lửa đó là đang thiêu đốt cái gia đình đó, gồm có một ông già và một bà già và một người con trai. Đêm ngày hôm qua đó mưa lớn thành ra sập nhà, rồi ba người đó bị chết ở trong nhà. Rồi bây dân làng ở đó người ta xúm lại để mà người ta thiêu xác ba người đó. Thì quý vị biết rằng khi mà cô ta nghe vậy đó là cô ta đã bị điên loạn, xé quần xé áo, trần truồng như vậy, chạy khắp khắp nơi, vừa chạy vừa la. Thành ra mọi người á, người ta tưởng là cô là một cái người điên ở đâu đó xuất hiện, chứ không có nhìn ra được là tiểu thư của những năm trước, Thành ra đó quý vị thấy rằng trong cái hoàn cảnh chết rồi hai đứa con thơ giữa đường chồng chết bơ vơ một mình, mẹ cha em cả gia đình lửa thiêu mất xác, thân hình còn đâu, thì quý vị thấy rằng lúc đó cô vừa chạy mà cô vừa than vừa la vậy đó. Đó, nhưng mà cũng có một cái may mắn là lúc đó Đức Phật đang thuyết pháp ở tại chùa Kỳ Viên. Ngài quán xét, Ngài thấy cái duyên lành của cô này ở trong cái thời kỳ quá khứ, cách đây 100.000 kiếp là cô đã từng phát nguyện ở dưới chân của Đức Phật Bát Đu Bút Tát Na, có nghĩa là Đức Phật Liên Hoa Sắc đó. Cô lúc đó đó cô nhìn một cái vị tỳ kheo ni mà trì lực á, mà cô nhìn thấy cái vị tỳ kheo ni đó, cô nhìn cô thấy cô quý cái vị tỳ kheo ni đó quá, thành ra cô nắm tay cái vị tỳ kheo ni đó mà cũng giống như là hôn lên bàn tay của cái vị tỳ kheo ni đó, giống như là cái người mà người ta gặp kim cương ha, là gặp cái viên ngọc mà người ta quý như vậy đó. Rồi sau đó đó cô mới phát nguyện ở trong cái thời gian sau này sẽ trở thành một cái vị tỳ khu ni mà thông về lực đó. Thì khi mà phát nguyện như vậy đó, Đức Phật ở trong quá khứ, Đức Phật Liên Hoa Sắc á, mới quán xét biết cô này ở vào cái thời kỳ Đức Phật Gotama, cô sẽ thành tựu cái quả vị này. Thành ra đã có cái sự mà nói trước cho cô nghe đó. Thì từ đó trở đi là cô cũng tạo cái phước độ ba la mật, 10 pháp độ rất là nhiều đó. Thì quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật Ngài quán xét, Ngài thấy cái kiếp quá khứ của cô là như vậy, nên Ngài đã dùng thần lực của Ngài, Ngài dùng cái quy đức của Đức Phật đó, làm cho cô thấy được cái cổng chùa Kỳ Viên. Quý vị thấy rằng lúc đó điên loạn như vậy, chạy vòng thành như vậy, mà tự nhiên lúc đó thấy được cái cổng chùa Kỳ Viên. Khi mà thấy cổng chùa rồi đó, rồi cô mới đi đến, đi vào cái cổng chùa. Thì lúc đó Đức Phật chú nguyện do cái oai lực, cái phước báo của Ngài mà cho cái người này sẽ bình tâm tỉnh trí trở lại. Đó, thì quý vị thấy rằng khi mà cô vừa bước vào đó, dân chúng ở đó đang nghe Đức Phật thuyết pháp, thì thấy cô trần truồng lõ lồ đi vào, thành ra dân chúng người ta mới đuổi, hội chúng người ta mới đuổi cô. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là không có được đuổi cái người phụ nữ đó, để cho người phụ nữ đó đi vào một cách bình thường. Khi mà cô đi vào rồi đó, thì do cái sự chú nguyện của Đức Phật, chú nguyện quay lực của Đức Phật, thành ra khi đó cô vừa bước đến trước mặt Đức Phật, cô trí cô đã tỉnh lại. Thành ra cô cảm thấy mắc cỡ ở trên người của mình lõ lồ, thành ra cô đã ngồi mọp xuống, ngồi mọp xuống dưới đất. Thì khi mà ngồi mọp xuống dưới đất vậy đó, thì có một cái anh thanh niên đó cũng thấy thương tình, nên đã cởi cái y tròn của mình ra để mà thảy cho cô, để mà cô đắp, cô quấn lại. Thì khi đó cô đắp, cô quấn lại xong đó, cô mới đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn. Cô mới nói lên cái cuộc đời của cô, chồng chết, hai đứa con chết, cha mẹ chết, mẹ chết, em chết. Đó, thành ra bây giờ chỉ có Đức Thế Tôn là cái chỗ mà để cho con nương tựa. Đó, thì lúc đó Đức Phật, quý vị thấy rằng Đức Phật giống như là một vị lương y, lúc đó Đức Phật thuyết pháp cho con nghe. Đó, quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật mới nói này, Bát Chát Ta Ra,
đối với cha mẹ chồng con em trai em gái, những người đó chỉ là nương tựa cho mình trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà đến khi tử thần mà đến thì không có ai che chở, mà không có ai mà hộ cho mình được hết. Mà hơn nữa đó, cái nước mắt của Bachatara đó đã khóc cho chồng, đã khóc cho con, đã khóc cho cha, đã khóc cho mẹ, đã khóc cho em của mình, nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Thì quý vị thấy rằng ngay chỗ này mình ngưng lại, mình coi, mình suy nghĩ có phải không quý vị? Đối với tất cả chúng ta luôn, đối với tất cả chúng ta nè, đó, cái nước mắt mà chúng ta bỏ ra để mà chúng ta khóc cho những lần mà mình chia tay với nhau, những lần mà mình biệt ly với nhau đó, dù cho là cha hay là mẹ hay là con hay là vợ hay là chồng, quý vị thấy thật sự ra, quý vị thấy rằng Đức Phật á, ngài thuyết pháp cái chỗ này quý vị thấy thấy rất là thâm sâu. Mà mình thấy rằng á, thật sự ra đó quý vị thấy không, ở những cái đạo tràng mà người ta tu á, phải tràng phan rồi bảo gì báo đồ rồi lục lạc rồi sao chuỗi đồ tùm lum hết rồi áo vớ đồ này kia đủ thứ. Nhưng mà quý vị thấy rằng đối với Đức Phật chúng ta đó, ngài thuyết pháp á, không có cần vậy, đang chỉ vô thẳng bàn ăn, chỉ vô thẳng ở trong cái mâm cơm của mình hoặc là cái bát mình đang ăn cơm đó, cũng vì cái miếng thức ăn này nè mà mình phải tạo những cái thiện nghiệp bất thiện nghiệp, rồi cái thời gian mình lo cho nó đủ thứ chuyện hết đó. Thì quý vị thấy rằng mình tu ngay ở trong cái sự ăn của mình, vậy mà người ta đắc đạo quả quá trình đó. Còn người này đang khóc, Đức Phật chỉ thẳng vô nè, cái nước mắt này nè, cái nước mắt mà đã khóc cho người chồng nè, nước mắt đã khóc cho người con nè, nước mắt đã khóc cho người cha nè, nước mắt đã khóc cho người mẹ nè, đó, nước mắt đã khóc cho quyến thuộc của mình nè, nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển, thì quý vị thấy rằng á, lúc đó đó, mình coi như là Bachatara đó, coi như là tỉnh giấc mộng liền quý vị, thì lúc đó đó, Bachatara khi mà nghe Đức Phật chỉ như vậy, thuyết pháp, nói lên cái điều đó, thì quý vị thấy rằng Bachatara đó chứng quả tu đầu quần liền, đó lúc đó là không còn giống như là quét sạch những cái bụi trần, những cái bụi trần ở trong tâm của Bachatara. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng cái chỗ này, nếu mà chúng ta chúng ta mà nhớ cái câu kệ này, mà chúng ta nhớ cái gì, chúng ta nhớ ngay chỗ cái lời của Đức Phật dạy nè, cái lời của Đức Phật mình thuyết pháp cho Bachatara nghe nè, đó là cái nước mắt mà mình đã đổ ra, mà mình đã khóc cho những người thân của mình khi mà chia tay, khi mà biệt ly đó, khi mà chia cách nhau rồi đó, cái nước mắt này mình đã nhiều lần, đã nhiều trăm ngàn lần, ở trong kinh quý vị thấy rằng là dùng cái dự kích là nhiều trăm ngàn lần, không đếm, không có kể xiết được, không có kể hết được. Thành ra cái nước mắt này á, quý vị thấy rằng nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Hồi đó lúc mà chúng tôi mới đọc vô, chúng tôi nghe, cái giọt sữa đó và cái nước mắt á, sao mà nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển được, chúng tôi không hình dung ra được quý vị. Nhưng mà khi mà mình đọc ở trong kinh điển nhiều á, mình mới biết rằng là nói từ vô thủy, từ vô thủy, mà hễ mà vô thủy á, thì coi như là không có cái sự khởi đầu, thành ra đó quý vị thấy rằng là nó nhiều hơn là đúng rồi, bây giờ mà chúng ta nói là thí dụ như là mấy tỷ kiếp đi, nhưng mà nó cũng chưa đủ nữa, nó vô thủy, nó hơn nữa, nó hơn mấy tỷ kiếp nữa. Thành ra nếu mà mình thấy rằng là so ra thì cái nước mắt mình đã đổ ra, máu và nước mắt mình đã đổ ở trên cái quả địa cầu này á, nó nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Mà đối với sữa của mẹ đó mà mình đã uống đó, thì nó cũng nhiều hơn nước ở trong bốn biển. Nước mắt mà mình đã đổ ra, thì đã khóc ra đó, thì nó cũng nhiều hơn nước ở trong bốn biển nữa. Thành ra quý vị thấy rằng nhiêu đây cũng vừa đủ, nhiêu đây cũng vừa đủ cho mình nhàm chán.
Chứ phải nói rằng là vừa đủ để cho mình nhàm chán. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng Bát Cha Tát Ra đó nghe Đức Phật nói có nhiều đó thôi, chứng đắc đạo quả tu bền. Khi mà chứng đắc đạo quả tu đạo bền rồi, xin xuất gia luôn. Khi mà xuất gia rồi á, thì Bát Cha Tát Ra đã đi qua các vị tỳ kheo ni, các vị trưởng lão ni để mà xuất gia rồi tu tập ở bên đó. Thì một lần kia đó, một lần kia thì nàng tỳ kheo ni này, tỳ kheo ni Bát Cha Tát Ra đứng rửa chân, đứng rửa chân rồi thấy những cái giọt nước lần đầu thì coi như là nó rơi xuống, nó rơi xuống rồi nó đưa đi một đoạn rồi nó tan ra, rồi những cái dòng nước kế tiếp nữa rồi nó xa hơn một đoạn rồi nó tan ra, rồi cái dòng nước, cái giọt nước nó rớt xuống, nó chảy theo cái dòng nước cũng xa đoạn gấp ba lần rồi nó cũng tan ra, hòa lại với dòng nước. Thành ra lúc đó nàng mới quán xét con người của chúng ta sanh ra, nếu mà do cái có cái nghiệp thiện, có cái nghiệp thiện thì sống được cái tuổi thọ nó trải qua ba cái thời kỳ, ấu niên, rồi trung niên, rồi lão niên. Rồi còn nếu mà do cái nghiệp mà nó không thiện, do cái nghiệp nó không thiện thì nó trải qua hai thời kỳ, ấu niên rồi đến trung niên rồi đến chết. Rồi những người mà ác nghiệp nhiều thì coi như là mới có ấu niên thôi đã ra đi rồi. Thì nàng nhìn coi như là cái dòng sanh tử luân hồi này là do nghiệp và tham ái nó quấn tụ lại với nhau để mà nó cấu thành một cái chúng sanh. Rồi cái chúng sanh đó cũng tiếp tục ra đi với già bệnh chết đó. Rồi cũng do ở trong ngay đời sống hiện tại nó tạo những cái hành động thiện hay là bất thiện, thành ra nó cũng cho cái thức mới, có nghĩa là cho chúng sanh đó có một cái đời sống khác. Nhưng mà cuối cùng thì cũng bị chi phối bởi sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết. Thành ra lúc đó đó bị tỳ kheo ni Bát Cha Tát Ra mới ngồi quán xét đối với cái ngũ uẩn này: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Tất cả các cái tướng này đều có tướng sanh và tướng diệt, đều có tướng sanh và tướng diệt. Thành ra đó, lúc đó đó Đức Phật đó, ngài mới dùng thần thông của ngài, ngài thị hiện trước mặt Bát Cha Tát Ra. Ngài đã thuyết cho Bát Cha Tát Ra nghe, những cái chúng sanh đó, giàu có sống 100 năm mà không có nhận thấy cái sự sanh diệt của ngũ uẩn thì không bằng người chỉ sống một ngày hoặc một sát na mà nhận thấy sự sanh diệt của ngũ uẩn này đó. Thì khi mà nghe Đức Phật thuyết cái câu kệ này, dù sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp diệt sanh. Thì khi mà dứt cái bài kệ này thì quý vị thấy rằng Bát Cha Tát Ra chứng đắc đạo quả A La Hán liền, chứng đắc đạo quả A La Hán liền đó. Thì quý vị thấy rằng đối với khi mà Đức Phật mà đã, giống như chúng ta nói ở trong cái đời nay, Đức Phật mà đã ra tay rồi là thôi, là coi như là những cái phiền não sẽ được đoạn trừ, cái những cái phiền não sẽ được quét sạch. Thành ra đó quý vị thấy rằng qua cái câu chuyện này đó, qua cái câu chuyện này thì cái bài kệ này nói lên cái đời sống của chúng ta mà hãy mà một lần nào đó chúng ta thấy được cái pháp sanh diệt đó thì chúng ta cũng là cái lần đó là chúng ta có cái cơ hội có cái cơ hội bào mòn những cái phiền não, có cái cơ hội để mà bào mòn những cái phiền não này đó. Thành ra vậy thì mỗi ngày mình chỉ cần vài phút thôi, vài phút thôi để mà mình an trú ở trong chánh niệm, mình an trú ở trong thiền quán, thì lâu ngày nó sẽ là gì quý vị? Lâu ngày nó sẽ trở thành một cái nội lực, lâu ngày nó sẽ trở thành một cái nội lực. Và ở đây nó cũng cho chúng ta thấy cái cuộc đời này đó, quý vị thấy Bát Cha Tát Ra không? Là một cái nàng tiểu thư, một cái nàng tiểu thư. Mà quý vị có thể nào mà quý vị mà đón được tiểu thư mà bị cái hoàn cảnh này không? Không bao giờ chúng ta hình dung ra, không bao giờ chúng ta đón được. Là tại sao?
Tại vì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời nó hạnh phúc quý vị. Cuộc đời con của một nhà giàu có mà làm sao mà trải qua cái khổ cảnh này đó. Thì vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái bài kinh này đó, quý vị thấy rằng người ta cũng đâu phải là ăn chơi đua đòi đâu, chỉ có đến cái tuổi cập kê rồi lập gia đình thôi. Nhưng mà không ngờ cái phước của mình nó hết, cái phước của mình làm con nhà giàu nó hết, bây giờ trở thành một cái cô gái quê mùa đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng coi như là khi mà trở thành một cái người con gái bình thường rồi, không phải là tiểu ương nữa, thì cũng phải chen chân vào ở trong cái cuộc sống. Mà chen chân vào trong cuộc sống á, quý vị thấy rằng có phước thì nó cũng đỡ, mà không có phước thì sao, thì nó gặp ra những cái hoàn cảnh này, gặp ra những cái hoàn cảnh này. Một người phụ nữ mà khi mà sanh đẻ giữa trời mưa giông mưa gió, rồi sao phải lấy cái thân của mình để mà che cho cái đứa bé giữa rừng, mà giữa rừng gặp mưa rừng mưa đi nữa. Thành ra bây giờ sao giờ, không lẽ bỏ đứa con chạy, mà biết chạy chạy đâu. Thành ra cuối cùng phải lấy cái thân mình để mà che cho đứa bé. Rồi khi mà che cho đứa bé xong rồi tới sáng rồi thân mình nó vàng như lá luôn. Thật sự ra quý vị biết không, như bản thân của chúng tôi mà ngồi nghĩ, chúng tôi ở ngoài mưa một đêm chắc sáng chắc có nước rồi đem giò, đem vô cái lò sưởi hoặc là lò hấp luôn, nhưng cảm thấy mình chịu không nổi. Nhưng mà mình thấy cái tấm lòng của người mẹ, cái tấm lòng của người mẹ phải nói rằng là ớn thiệt, phải nói rằng mình thấy ghê thiệt chứ. Chứ lúc đó quý vị thấy rằng có mình á, đi mà không biết là quý vị có bị những cái hoàn cảnh mà thí dụ như là mình đi đâu mà lỡ đường á, đi đâu mà lỡ đường xa đó, mà coi như là mình đứng đón xe đó, mà mình gặp mưa đêm mà giông gió đó, trời ơi, chúng tôi những cái cảnh đó chúng tôi trải qua hết rồi quý vị. Hồi lúc trước á, quý vị biết lúc trước chúng tôi đi thuyết pháp á, xong rồi khi mà về trải á, ra đón xe buýt về đó, đứng ở ngay chỗ cái mái hiên người ta đó, rồi mưa gió rất là lớn, rồi trời càng ngày nó càng tối, chúng tôi nói rồi đêm nay thì không biết làm sao rồi, bây giờ trời thì nó càng ngày nó càng tối, mà chắc có lẽ xe buýt giờ này cũng hết luôn rồi, xe buýt giờ này nó chắc là nó hết rồi, nó hết rồi, không biết làm sao mà đi về. Mà trong người thì nó cảm rồi, mưa gió xem đa ôm về được. Quý vị biết rằng chúng tôi cũng may mắn, chúng tôi ngồi, chúng tôi đứng mà chúng tôi đục mưa, chúng tôi nguyện coi có một cái người nào mà người ta nhìn thấy cái hình bóng của ông sư đó, rồi người ta cũng quen rồi, người ta ngừng lại, người ta cho mình quả giang đi về. Quý vị, khi mà chúng tôi nguyện xong rồi, quý vị biết không, nó linh như miểu. Lúc đó quý vị biết rằng tự nhiên có chiếc xe 7 chỗ đó vừa chạy qua xong, cái bắt đầu cái người ta ve trở lại, cái người ta bấm cái kiến xuống, ta nói sư về không, cho quá gian về. Trời ơi quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi nói trời ơi trời, sao mà mình nguyện được cái gì. Lúc đó quý vị biết rằng gặp cái xe đó người ta cũng mới đi, người ta mới đi chùa về rồi người ta nhìn vô, người ta bất chợt nhìn thấy cái hình bóng của cái vị sư vậy đó, chứ người ta đâu có biết ai. Người ta ngừng lại, người ta cho quả giang. Thành ra không, quý vị biết rằng là chúng tôi kể câu chuyện này ra để cho quý vị biết, mai chúng tôi chỉ có đứng một chút xíu mưa thôi đó, một tiếng đồng hồ thôi đó, mà mưa mà bắt đầu quý vị biết rằng là sấm chớp dần vũ như vậy á, mưa lớn rồi coi như là sét đánh rồi nữa, mà trời càng ngày càng tối, mà quý vị biết lúc đó mình không biết làm sao mà mình đi về được. Mà trong người thì nó cảm là như, nếu mà thật sự ra đó, như mà cái lúc mà chúng tôi mà lúc trước mà chúng tôi mà kiểu mà nghĩ rằng là cái thờ mà mình cỡ chừng cái thờ mà mình 18-20 tuổi mà mình còn đá banh những chiều mưa đó, thì thật sự ra những cái lúc đó chúng tôi cũng sợ quý vị. Ngày xưa quý vị biết rằng chúng tôi có thể rằng đi chơi dầm giải nắng rồi 2-3 đêm không ngủ luôn á,
hai ba đêm không ngủ, không có nhầm nhòi hết. Nhưng mà bây giờ đó thì chịu không nổi, bây giờ thì tan đó. Thành ra quý vị biết không, có những lúc đó, chúng tôi rất là sợ trong cái mùa lễ dân y mà đi đến chỗ nào ngủ đó, mà bị mũi nó cắn, mũi nó mà chích đó, một đêm đó mà mất ngủ đó, thì quý vị ngày mai mình không thể nào mà mình giảng bài, hay là ngày mai mình không thể nào mà mình ngồi mình tỉnh để mà mình làm việc được hết. Thành ra trong đêm chúng tôi rất là sợ. Thì mình nghĩ rằng nhiều khi quý vị biết không, chúng tôi đứng đón xe như vậy đó, hoặc là những đêm mà mình bị như vậy đó, thì tự nhiên ở trong tâm của chúng tôi nghĩ đó, Đức Phật và các vị thánh tăng cái con đường này các vị đã trải qua rồi, có nghĩa là mình bây giờ là chắc có lẽ rằng là mình một hai lần là đứng giữa trời mưa như vậy, nhưng mà đối với Đức Phật mình thì sao, mấy tỷ lần rồi, mấy tỷ lần rồi, các vị thánh tăng cũng vậy, đã trải qua mấy tỷ lần rồi. Thành ra ai hình như là cũng phải trải qua cái con đường một cái con đường đau khổ này hết. Thành ra nhờ như vậy đó mà sao quý vị, mình mới nhàm chán cái thế gian này, mình mới nhàm chán cái sự sanh tử luân hồi này đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với Bachatara, quý vị thấy rằng Đức Phật nói nước mắt mình của Bachatara đó đã khóc cho chồng nè, khóc cho con nè, khóc cho cha nè, khóc cho mẹ nè, khóc cho em của mình nè, khóc cho quyến thuộc của mình nè, nó đã nhiều hơn nước ở trong bốn biển rồi, thành ra bây giờ tu tập quán xét dọn sạch phiền não ở trong nội tâm của mình, thì nhờ như vậy mà mới hết khóc thôi. Chứ bây giờ cái cách nào cũng vậy, mai mốt mình tái sanh ra nữa mình cũng còn khóc nữa. Chỉ có mình đoạn trừ được những cái hạt bụi này, những cái bụi trần này, có nghĩa là những cái lậu hoặc, những cái phiền não này, thì mình mới chấm dứt được hết tất cả cái sự khổ. Đó, có nhiêu đó thôi mà Bachatara đắc quả đạo quả Tu Đà Hoàn. Rồi đi rửa chân, nhìn những cái giọt nước nó rơi xuống rồi nó tan chảy theo cái dòng nước, rồi chứng ngộ đạo quả luôn, đạo quả A La Hán tứ tệ quân túc. Đó, quý vị thấy ghê chưa? Đó, thành ra đó là cũng nhờ cái duyên lành ở trong quá khứ đã tạo đủ cái pháp độ ba la mật. Thành ra bây giờ chúng ta cũng vậy. Bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta thì chắc cũng không có một thời gian lâu đâu, là 80 a tăng kỳ kiếp nữa thôi. Chúng ta giỏi lắm mà chúng ta không có quá 80 a tăng kỳ kiếp đâu, chúng ta cũng chấm dứt sanh tử luân hồi thôi đó. Vậy thì bài học ngày hôm nay chỉ có vậy thôi. Chúng tôi xin được trình bày đến đây cũng vừa đủ thời gian để vài phút trở qua bên lớp Phật Pháp, nên chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này với phần phước mà đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ cầu nguyện hồng ân do cái phước báo này sẽ hỗ trợ cho quý vị quý ngài được an vui, được tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thác Bà, Ngã Quỷ Atula, những chúng sanh Dạ So, chư thiên Chúa Nhân Dương, cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thầy Nhã. Dạ, sa thú hình thai. Chúng con tri ân Đại Đức Phước Tính đã giảng bài pháp cú ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng nốt đến sư. Dạ, Nhật Quỳnh ơi, có Thượng Tọa Minh Hạnh không Nhật Quỳnh? Bhagavato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa bhutana khavena sada sati bhavantute bhagavato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa dhammana khavena sada sati bhavantute
bà vật tư sắp bà măng ở lãng rác khám tư sắp bà đê vật tư sắp bà sẵn khá nữ phá quê nà sá đà sở thị phong văn trú trê. Tất cả anh phong hằng có đến người cầu xin chư thiên hỗ trị đến người do nhà quái đức của chư Phật, do nhà quái đức của giáo, nhà quái đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh Đệ Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đã vào gương chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya re wa pa san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma na de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca đòn tê tha vi ha ra mang da le thể ra cha mat cha na wa ca cha bích kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la mu cha ye pi cha an đa tham pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng ta tít cha te sabbe pi dukkha sakaram tu sankhayam tha tu ki rang sa tang dhammo dhamma khara cha putgana sankho ho tu samaggo va attaya hi cha attaya cha hi ta ya cha amhe rakkhan tu sak dhammo sắp về phi tham ma cha ri đô vút thêm sâm pa phu ni ya ma tham ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử đã quân tập vào cũng nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào vương học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin xuống mic. Thank you.